Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay Mbappe lập hat-trick đưa PSG lên đỉnh bảng của Ligue 1. Tiền đạo Kylian Mbappe lập hat-trick đầu tiên mùa này và giúp cho PSG thắng 3-0 trên sân của Remix ở vòng 12 để chiếm ngôi đầu bảng của Ligue 1. Trên sân của Ugarte Dalane, hôm ngày 11 tháng 1, Remix kiểm soát 38%, dứt điểm 19 lần với 6 cú sút trúng đích so với 14 và 6 của PSG. Chủ nhà nhiều lúc thi đấu lấn lướt ép sân, gồm việc va trước từ pha lập công của Junai Tato ở phút thứ 7 vì lỗi việt vị. Trắng tay trong ngày Mbappe thăng hoa, tiền đạo Pháp đã chọn 90 phút, chạm bóng 58 lần, chuyền chính xác 87% với một đường chuyền quyết định của Kipas, đi bóng thành công 3 lần, dứt điểm 9 lần với 5 cú trúng đích và ghi 3 bàn. Phút thứ 3 từ quả phạt tạt của Umet Dameli bên cánh phải, Mbappe đặt lòng chân phải một chạm đưa bóng chéo góc ngoài tầm với của thủ thành Savandot Dior. Phút 59, Kloselet băng súng và bên cánh phải rồi căng ngang để Mbappe chạm chân trái nhân đôi cách biệt. Trong pha tấn công tương tự bên cánh phải ở phút 82, Dribble lay Barcolo, tiền đạo 21 tuổi vào thay Dembele nhả ngược để Mbappe đá một chạm chéo góc hoàn toàn làm cú hat-trick. Tiền đạo 24 tuổi lần đầu tiên lập hat-trick mùa này và nâng thành tích lên 15 bàn qua 15 trận trên mọi đấu trường, trong đó anh ghi 2 bàn ở Champions League và 13 bàn của Ligue 1 và dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu một số nước Pháp khác. Dù vậy thì huấn luyện viên Luis Ariel không hài lòng với màn trình diễn của Mbappe. Tôi không muốn nói đến các bàn thắng nhưng Mbappe có thể giúp đội nhiều hơn. Theo một cách khác, huấn luyện viên Tây Ban Nha nói sau trận đấu, tôi sẽ nói chuyện với Mbappe về điều này. Trước đó, Mbappe là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng chúng tôi cần nhiều hơn thế, chúng tôi muốn cậu ấy làm được nhiều hơn thế. Trước đó, Nai bị Mottolet cầm hòa không đều. Với những kết quả này thì PSG vươn lên ngôi đầu bảng Ligue 1 với 27 điểm, hơn Nai 1 điểm và Monaco 3 điểm. Sau quãng nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho đội tuyển thì PSG sẽ gặp Monaco trên sân Paris Parel ngày 24 tháng 11. Anh em hãy đón xem nhé. Anh em đừng quên để dành một ít thời gian để đăng ký kênh của tôi nhé. Tạm biệt anh em, anh nhớ đăng ký vào chuông luôn. Tạm biệt.